Đức Anh. Sau hôm nay mình đã học xong một khóa tennis của thầy Tú. Khi đến đây thì mình là một người chưa biết gì về tennis cả. Nhưng sau một khóa học cơ bản thì mình đã thật sự rất là đam mê môn này. Và khi trong quá trình giảng dạy thì rất cảm ơn thầy Tú đã tận tình chỉ bảo cho mình những động tác. Bạn nào muốn đam mê bộ môn về tennis và muốn tham gia môn này, hãy liên hệ với thầy Tú để được học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm nhé. Dance. Shall we have breakfast together?